Trào ngược dạ dày thực quản là gì? Dấu hiệu nhận biết bạn có đang mắc trào ngược dạ dày thực quản hay không? Ngày hôm nay hãy cùng tìm hiểu vấn đề này qua cuộc trò chuyện với Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huyền Nhung, Trung tâm Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng. Dạ, xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, trước khi đến với chủ đề chính ngày hôm nay, những dấu hiệu cho thấy bạn đã bị trào ngược dạ dày, bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin cơ bản về căn bệnh này cho khán giả được biết không ạ? Chào các bạn. Trào ngược dạ dày thực quản hay tên gọi đầy đủ là bệnh lý viêm thực quản trào ngược, tên khoa học là gastroesophagus reflux disease, là tình trạng dịch dạ dày, thức ăn và dịch tiêu hóa từ dạ dày trào ngược lên trên thực quản. Trong điều kiện sinh lý bình thường thì thức ăn khi đi qua miệng xuống đến thực quản và xuống đến dạ dày qua cơ thắt dưới thực quản, và cơ này sẽ đóng ngay lại lập tức để cho dịch dạ dày và thức ăn không trào ngược lại thực quản. Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh nhân bị trào ngược dạ dày thực quản thì thức ăn và dịch dạ dày sẽ bị trào ngược lên thực quản, gây ra các tổn thương tại các cơ quan như thực quản, thanh quản và miệng. Dạ thưa bác sĩ, vậy những ai sẽ thường xuyên mắc phải căn bệnh này và nguyên nhân là do đâu ạ? Nguyên nhân của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản không nằm ngoài hai cơ chế, đó là sự suy yếu của cơ thắt thực quản dưới và sự quá tải bên trong dạ dày. Ta có thể hiểu đơn giản, dạ dày giống như cái thùng, còn cơ thắt thực quản dưới thì giống như cái nắp. Và trào ngược dạ dày thực quản sẽ xảy ra khi mà có hiện tượng thùng đầy nắp yếu. Các cái nguyên nhân gây ra bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản bao gồm rất nhiều nguyên nhân, trong đó có một số các cái nhóm nguyên nhân thường gặp. Nhưng nguyên nhân đầu tiên mà hay gặp nhất đó là do con vi khuẩn Helicobacter pylori, là một loại vi khuẩn sống bên trong dạ dày. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai thường gặp đó là các bệnh lý ở thực quản và ở dạ dày, ví dụ như viêm dạ dày, ví dụ như loét dạ dày, ví dụ như hẹp môn vị hoặc là ung thư dạ dày, cũng là những nguyên nhân có thể gây ra trào ngược dạ dày thực quản. Cái nhóm nguyên nhân nữa cũng thường gặp trên lâm sàng đó là khi bệnh nhân có sử dụng một số các loại thuốc tây có tác dụng phụ lên dạ dày. Thông thường hay gặp đó là nhóm aspirin, là các nhóm thuốc thường dùng trong điều trị các bệnh lý tim mạch. Hoặc một nhóm thuốc nữa có thể gặp đó là các nhóm chống viêm giảm đau non-steroid, đó là các nhóm thuốc thường được sử dụng điều trị các cái bệnh lý cơ xương khớp hoặc là điều trị bệnh gút, cũng là một trong số các nguyên nhân gây ra bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Ngoài ra, các thói quen về sinh hoạt, về lối sống cũng có thể ảnh hưởng đến bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Ví dụ như là thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, rồi nước ngọt có ga, các loại rượu bia, chất kích thích, cà phê, thuốc lá đều là những nguyên nhân có thể gây ra bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Còn một nhóm nguyên nhân nữa có thể gặp trên lâm sàng đó là ở các phụ nữ có thai. Thông thường thì phụ nữ có thai sẽ làm tăng áp lực trong ổ bụng và cũng làm tăng cái tỷ lệ bị trào ngược dạ dày thực quản. Nhìn chung, tất cả giới tính và tất cả các độ tuổi chúng ta đều có thể gặp bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Xin được cảm ơn lời chia sẻ của bác sĩ. Vậy những dấu hiệu nào cho thấy một người đã bị trào ngược dạ dày thưa bác sĩ? Để nhận biết bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản thì tương đối khó vì các dấu hiệu của bệnh thường nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Tuy nhiên, nếu như bạn có một trong số các triệu chứng dưới đây thì bạn nên cảnh giác với việc có thể mình đã bị mắc bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Các cái triệu chứng hay gặp của bệnh bao gồm là ợ nóng, bạn sẽ thấy luồng hơi nóng từ dạ dày đưa dọc theo thực quản lên trên miệng, mang tai, thậm chí là lên cả hạ họng. Bạn có thể thấy mình bị ợ chua và có thể có thấy vị chua trong miệng. Đặc biệt các triệu chứng này sẽ nặng lên về đêm, về sáng. Ngoài ra, bạn có thể thấy cảm giác nóng rát, đau ở vùng thượng vị, là vùng ở trên rốn, là vùng đặc trưng của các cái tổn thương bệnh lý của dạ dày. Bạn có thể có cảm giác nặng ngực, nóng trong ngực, rồi có cảm giác tức ngực khó thở. Rồi ngoài ra bạn có thể cảm thấy hụt hơi. Đó là một trong số các cái triệu chứng của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Ngoài ra thì còn có một cái thể bệnh nữa là viêm thực quản trào ngược, tuy nhiên không có tổn thương ở thực quản mà lại có tổn thương ở các cơ quan khác. Ví dụ như là viêm họng thanh quản trào ngược, hoặc là ho kéo dài, viêm họng mạn, hoặc là trồng lấp với hen phế quản. Nói tóm lại, khi có các dấu hiệu trên thì các bạn nên tới các cơ sở y tế gần nhất
để được thăm khám bởi các bác sĩ chuyên khoa và được chẩn đoán bệnh cho chính xác. Thưa bác sĩ, nhiều người cho rằng khi bị trào ngược thì chỉ cần thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống bớt cay hay là bớt chua, tự khắc bệnh sẽ khỏi. Vậy thì bác sĩ nghĩ sao về điều này ạ? Điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản bao gồm có rất nhiều phương pháp như là thay đổi chế độ ăn, chế độ sinh hoạt, các phương pháp điều trị nội khoa, các phương pháp điều trị ngoại khoa và các thủ thuật can thiệp. Việc điều chỉnh, thay đổi chế độ ăn và lối sống luôn luôn được các bác sĩ điều trị khuyến khích bệnh nhân của mình thực hiện, vì việc duy trì một cái lối sống lành mạnh, vận động thích hợp sẽ làm giảm tần suất của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên, việc thay đổi, điều chỉnh lối sống chỉ phát huy tác dụng khi bệnh nhân đã được thăm khám bởi các bác sĩ chuyên khoa và có chẩn đoán xác định là bệnh nhân có trào ngược dạ dày thực quản. Còn nếu như bệnh nhân chỉ điều chỉnh chế độ ăn và lối sống mà không có sự thăm khám bởi các bác sĩ chuyên khoa thì có thể lẫn với các cái bệnh lý nguy hiểm khác và bệnh sẽ không được điều trị tận gốc, cũng như có thể có các cái biến chứng có thể gặp và nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nếu bệnh ở tình trạng nhẹ và được bác sĩ khuyến khích là không dùng thuốc thì người bệnh nên điều chỉnh chế độ sinh hoạt như thế nào để có thể hạn chế tình trạng trào ngược dạ dày thực quản ạ? Để hạn chế cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản thì có rất nhiều việc người bệnh nên thực hiện. Thứ nhất là người bệnh nên chia nhỏ bữa ăn, không nên dồn tất cả vào một bữa ăn chính. Việc chia nhỏ bữa ăn sẽ làm giảm cái sự quá tải đối với dạ dày. Việc thứ hai, người bệnh có thể duy trì một cái lối sống hợp lý, vận động thể lực vừa phải khoảng 30 phút một ngày và 5 ngày trong vòng một tuần. Việc tập thể dục đều đặn sẽ giúp cho cải thiện nhu động của đường tiêu hóa và giảm các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản. Về chế độ ăn thì người bệnh nên lựa chọn những loại thực phẩm có tính kiềm, có thể trung hòa axit, ví dụ như các thực phẩm tinh bột, yến mạch hoặc là các loại đạm whey. Ngoài ra thì cũng nên hạn chế các loại thực phẩm có chứa tính axit cao, ví dụ như là cam, chanh, dứa là những thực phẩm kích thích dạ dày và kích thích cơ vòng thực quản dưới, làm tăng các cái triệu chứng của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Người bệnh cũng nên tránh những loại thực phẩm mà sinh hơi, ví dụ như là cơm nếp, như xôi, các loại đồ ngọt, bánh kẹo, sô-cô-la. Người bệnh nên giữ cân nặng hợp lý. Ngoài ra thì cái việc giảm stress, nghỉ ngơi và tránh các cái kích thích cũng là một trong số những cái biện pháp người bệnh nên thực hiện để giảm tần suất của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Xin được cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích vừa rồi của bác sĩ. Và hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp cho quý vị có thêm thông tin về căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo.